但是呢，另一个很难听的。没有了耶。Duy, tất cả mọi chuyện ta đã nghe thằng Ngọc nói hết rồi. Bây giờ ba muốn con nói cho ba biết những chuyện đó có phải là thật không? Đời em chưa giờ đụng tới đâu đi. Có phải thật không? Duy! Nếu là thật thì sao ba? Nếu là thật thì để nhanh chóng kết thúc đi. Có nghe ba nói gì không? Duy, tao là mình thân tao là hôm nay tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày. Mày là tao là mày. Nó sai chứ không sai. Rồi mày nghĩ đi, tương lai của mày, em mày, suy về đâu? Nói là tao là được gì? Tao không hiểu. Bây giờ tóm lại là mày có nghe tao không? Mình là bạn thân của ta, của ba. Ok, cái thôi.